Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Stick World Legacy nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 500 like ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Stick World Legacy. Và anh em đừng quên là click vào quả cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa cho tương lai nhé. Anh em có thể qua channel thứ hai của mình là channel Mr. Thành để xem thêm những video mới nhất bên này. Và ấn nút đăng ký kênh nếu anh em thấy thích nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thế nào và let's go boys. Chúng ta sẽ vào và chơi thôi. Hiện tại là giải đấu mình đang trận chung kết chưa? Hiện tại là đang trận chung kết nha anh em. Thật ra thì mình hàng rào chắn một đống đá. À, mình biết cái map này, cái map khỉ gió này thì bọn nó sẽ tấn công rất là nhanh nhá. Thông thường là như vậy. À, trang phục của người khổng lồ thì mình sẽ chuyển sang trang phục đây, trang phục lá đi. Ôi trời, quên mất là chưa ấn. Chưa ấn trang phục lá cho thằng khổng lồ thì làm sao mà nó sử dụng được đấy. Trang phục này là trang phục ma cà rồng, trang phục này là trang phục dung nham, trang phục này là trang phục người đá. Ở nhau ấn đâu, lá cây hoang dại. Rồi con này là sẽ lá cây và con này thì sẽ để cho ma cà rồng đi, nó sẽ ngon hơn. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào anh em, nâng cấp cho pháp sư, nâng cấp cho người khổng lồ, nâng cấp cho kiếm chém. Mà kiếm chém không cần, mình sẽ nâng cấp cho cái này. Ơi đã sẵn sàng anh em ơi, đã đầy đủ và sẵn sàng anh em. Chiến thôi. GL Clutter, nhanh nào, nhanh nào. Mình nghĩ là nó sẽ tấn công mình nhanh thôi. Vì thế mình sẽ cần có quân đội để đề phòng trước anh em. Nó tấn công luôn rồi này. What the fuck. Chợ sợ thật sự luôn đấy. Kinh khủng đấy. Nào nào, nhanh hơn nào. Đào nhanh hơn lên nào anh em ơi. Nó chỉ có một quân để nó đập đập cái nhà thôi. Nhanh kinh khủng khiếp luôn đấy. Rồi chúng ta sẽ cho một thằng này ra thì nó xoắn ngay mà. Từ từ. Đào nhanh hơn này anh em ơi. Nó đập nhanh quá. Đập đáng sợ thật sự luôn ý. Nào mình sẽ cần thêm một ít tiền, 1012. Để khi nó đập ra cái là chúng ta sẽ có nhà mình đánh luôn. Thế thôi. Tiền 5 thằng đào vàng anh em ạ. Nó thì thực ra nó chỉ có 2 thằng rồi. Chả vấn đề gì. Đấy ok. Đang lên đang lên đang lên đang lên. Chúng ta sẽ đợi thêm một xíu đây. Một mình thằng này có thể chiến đấu được. Theo như mình đoán là như vậy. Mình sẽ gọi thêm ra hai thằng hồi máu nữa là ok mà. 1, 2. Thế thôi. Và mua hai thằng hồi máu ra. Mua thêm một thằng người khổng lồ nữa ra nó sợ ngay. Có gì đâu mà phải xoắn. Tấn công. Các người muốn, các người chọn cái chết là đúng rồi. Một phát đập này. Ui bọn này trâu hết. Bọn này khá là trâu bò anh em. Trâu bò thật sự luôn. 1, 2, 3. Mình sẽ thủ rồi, mình cần gì mình lên. Còn nó không dám lên rồi, nó phá đá hộ mình luôn cũng được. Đỡ mất thời gian anh em ạ. Đúng là đỡ mất thời gian luôn. Hãy để tôi. Tôi bây giờ tôi đập đá và tôi sẽ làm các công việc còn lại thôi. Ai à, lên rồi, lên rồi. Lên rồi. Nhờn thật sự luôn ấy. Các người chọn cái chết thì ta sẽ cho các người chết thôi. Đập bọn này ra ra bã rồi anh em ơi. Thế thôi. Nó đập nó ra bã thôi và gọi thêm phù thủy nữa là xong. Chung kết khá là dễ. Nói chung là mình có hồi máu thì mình sẽ giải quyết được cái mọi cái vấn đề trong vòng một nốt nhạc. Không vấn đề gì. 1200, thằng này còn đắt hơn cả cái thằng ấy của mình cơ. Và mua nó cũng sẽ đắt hơn. Ai chà chà, khá nhiều cung anh em ạ. Lên hồi máu cho mấy thằng này này. Như quên này. Phải lên hồi máu cho mấy thằng trên này này. Hồi máu hơi chậm. Đó, hồi máu là hơi chậm nha anh em. Đưa vàng về, đưa vàng về, đưa vàng về. Có lẽ tôi sẽ cần thêm khổng lồ. À, nó cũng thủ ấy, anh em ạ, không phải đùa đâu nhá. Không phải đơn giản đâu. Mình sẽ có thêm minion ở trên này. Hồi máu nào. Có vẻ như 3 con khổng lồ thì hơi nhiều so với phần còn lại. Nó sẽ hơi bị mất thời gian. Ok. Lên nào người anh em. Rồi mình cũng cần thêm cái này đi. Đào vào nhanh hơn này anh em. Chưa mắc quân rồi. Họ đông thế nhở. À, khó nhàn phết đấy, đùa. Dù là hồi máu, một cái lượng máu khá lớn. Minion, minion, minion. Đúng rồi, minion, lên nào. Chúng ta sẽ có rất là nhiều quân minion ở trên này. Ok, lên đây hồi máu đi. Chạy đâu. Chạy méo đâu, đây này, lên đây mà hồi máu này. Lên mà hồi máu cho quân lực chính của mình trên này mà. Thằng này chạy đâu luôn ấy. Đập mấy thằng Spartan này lâu thế nhỉ. Đấy ok ok ok.
chạy đi đâu ơi, mấy bố tổ này chạy đi đâu ơi, quân nó đông quá. Mình sẽ sử dụng cái mưa tên nha anh em. À, có cái gì mạnh hơn thì đưa vào đây. Ok, quân số mình khá đông. Ui ui ui, đông quân nguyên rồi, sợ thế, quá đáng sợ luôn. Mình không thể mua thêm quân được anh em ạ. Đây có phải là quân cứu viện nó không, sao mà đông thế nhở? Mình mà chết khổng lồ là mình cũng vỡ mồm nhá. Khổng lồ một con sắp chết, một con đã chết anh em ạ, một bé đã hy sinh, không thể chịu được sức mạnh quá kinh khủng của nó. Ok, cố lên nào người anh em. Ui, còn lợn thật sự luôn. Mua hai cái lên, lên nào, đập chết hết bọn này đi ạ. Đập chết hết bọn này thì nó sẽ không có quân cứu viện đâu anh em ạ, và chúng ta sẽ yên tâm ăn ngon ngủ kỹ. Ui, quỳ gối rồi, chết mất một con nữa rồi. Ai à, mệt rồi đây. Ai là đúng thế. Mình sẽ gọi thêm một vài binh đoàn ở bên này lên. Rồi, để ra hạ gục nhanh cái này. Nó có chết tiệt rồi. Cho quân nó ra đã anh em ạ. Ây, minion lên. Nó cũng rất nhiều minion anh em ạ. Nó có cả hồi máu à. Nó có cả hồi máu anh em. Mình sẽ gọi thêm quân ra. Xem thằng nào khỏe hơn thằng nào. Đánh nhau đi. Giết nó anh em. Ui dồi ôi. Mưa tên, mưa băng, mưa các kiểu của mặt này. Ui. Chết, nổ thanh, hay lắm. Rồi, và chúng ta sẽ sang với trận kế tiếp nhé, để xem có game gì mới để có thể review. À, mình tắt mạng rồi. Tắt mạng rồi, không có game gì đâu. Nó sẽ không xuất hiện bất kỳ một cái quảng cáo gì đâu. Thế thì hơi buồn. Chúng ta sẽ vào trong cái phần cổ điển. Hay là mình sẽ chơi xác sống nhỉ. Chơi xác sống đi anh em. Chúng ta sẽ ván mới đi. Rồi, ván mới đánh cho hai Elderless, bỏ qua cái này luôn. Xác sống này nó sẽ là vô tận anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ mua thêm lính ở đây. Cái này là sắc sống thôi, không có gì cả. Cửa bao nhiêu ta? Mình có một thằng Spartan, một thằng cầm kiếm, một thằng cầm cung. Thế mình càng xây dựng quân đội mình càng mạnh hơn thì chúng ta sẽ càng nhanh thắng thôi. Thế thôi. Sớm xét ầm, sợ nhỉ. Sắc sống đã bắt đầu xuất hiện nhá. Sẽ là hơi bị mệt đấy nhá. Mình sẽ cần phải đánh trước á. Đây này anh em. Ok, đông lắm. Ui ôi, đông lắm ấy. Quân sát sống ở đông kinh khủng khiếp luôn ấy. Mà sao đào vàng nó chậm ấy nhỉ? Nó chẳng có tí gì lại ạ. Lùi về đó. Lùi về đi anh em. Vãi đạn luôn ạ. À, mà cái chiêu sát sống này mình thấy không mấy lắm. Không hay lắm. Chúng ta sẽ chơi cái phần kia thì hay hơn. Ủa, kinh. Đây là binh đoàn sát sống. Thằng Spartan leo trên cái này cơ ạ. Đây là chế độ vô tận anh em ạ. Thì nó không hay bằng cái chế độ này. Chế độ này đánh hay hơn nhiều. Chúng ta sẽ chơi ở cửa 4 nha. Cửa này là cửa gì ra? Cửa này là tim vàng. À, đây là đào vàng. Vàng và vàng và vàng khắp mọi nơi. Ôi trời, mình sẽ mua tất cả này lên. Lên. Ok, nó không có bất kỳ một cái gì để thủ à? Không có quân đội để thủ à? Đây này anh em ơi, chém nhanh hơn. À, đào vàng nhanh hơn. Chém nhanh hơn ạ. Sọc vào đó. Ui, Spartan ạ. Má ơi. Giết mấy thằng đào vàng trước. Lợn. Nhanh hơn nữa. Chém hết. Về. Chết rồi. Sắp đai. Chạy zig zag đi. Không có đèn vỡ mồm. Ui ôi. Mua hết kiếm chém cho tôi. Chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng, chém nó. Ok, mình sẽ mua thêm cái kiếm chém nhanh hơn, 30 game cho một cái. Không mua cái này nữa anh em ạ. Mua hết cái lính của mình cho đông lên thôi. Mình cái mục tiêu chúng ta là chém hết bọn này mà. Ồ, thế là xong rồi anh em ạ. Thế là ổn rồi. Đông thế. Bọn nó không làm gì ở đâu, quân đông vãi cả đạn luôn.
Thế này thôi, tầm này thôi anh em. Sợ gì? Bây giờ sẽ mua khổng lồ, mua cái gì đó. Nó không còn gì. À, sao vẫn còn quân vậy? Để nó lên cao cao thì đi. Quân mình đông lắm. 1300 khổng lồ. Let's go. Chém nhanh hơn, chạy nhanh hơn. Các người chịu được mấy đòn? Bây giờ giết hết, bây giờ giết hết. Bây giờ giết hết sạch luôn. Giết hết sạch luôn. Tấn công luôn đi, thắng luôn à. Đập nát nhà nó ra để thắng luôn à anh em. Không để đợi nữa rồi. Chắc chắn luôn. Cảnh báo kẻ thù gọi quân tiếp viện. Ok, lùi về anh em ơi. Đây có khổng lồ rồi nhưng mà nó vẫn chưa tin vào khả năng của mình luôn. Wow, tôi xong rồi. Khổng lồ. Tôi cần 3-4 em lên. Nào. Chết thì thôi chứ sao. Nào, có hai khổng lồ rất là mạnh bên này. Đông đấy. À, tấn công đi. Trời, chạy bên làm gì. Chúng đang mạnh hơn mà. Spartan à. Spartan đông đấy. Nó gọi thêm mà anh em. Cướp vàng của ta. Các người muốn cướp vàng của ta. À, có một con lọt sao nhỉ. Bọn Spartan khá trâu. Nhưng chúng ta sẽ hại nó. Nhà nó nhanh thôi anh em ơi. Chúng ta có hai quái vật khổng lồ từ địa ngục cực kỳ là bá đạo bên này. Chúng ta sẽ đập nát nhà ra nhá. Nứt đất này. Ok, sẵn sàng chiến thôi. Vụt nó nào. Ồ, làm gì mấy bé. Xong, nhà nó đã nát. Và rồi chúng ta sẽ cứu mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.